Tuyên ngôn độc lập năm 1945 không chỉ đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, mà đó còn chính là bản tuyên ngôn về nhân quyền của chính phủ Việt Nam, trong đó có quyền được học tập. Cho đến nay, các quan điểm cơ bản về phát triển giáo dục và khẳng định quyền bình đẳng về cơ hội được hưởng nền giáo dục của mọi người dân Việt Nam vẫn thường xuyên được hoàn thiện để phù hợp với tiến trình phát triển và luôn được cụ thể hóa trong sự nghiệp giáo dục toàn dân. Thực tế, sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua là một minh chứng cụ thể cho những thành tựu về giáo dục trong phát triển quyền con người ở Việt Nam. Năm 1945, khi Việt Nam vừa giành được độc lập, đất nước ta có tới 95% dân số mù chữ. Trong 77 năm qua, Việt Nam không chỉ xóa được nạn mù chữ mà còn phổ cập giáo dục bền vững và nâng cao. Từ năm 2000, Việt Nam đã đạt được chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập tiểu học. Số năm học bình quân của Việt Nam đạt mức 10,2 năm. Năm 2020, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ đạt 98,27%. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số mù chữ giảm mạnh. Có gần 120.000 trẻ khuyết tật học hòa nhập trong các trường phổ thông và mầm non. Người dân đã và đang được tạo điều kiện để học liên tục mọi nơi, học suốt đời theo nhiều hình thức khác nhau. Tháng 8 vừa qua, trong báo cáo Giáo dục để tăng trưởng của Ngân hàng Thế giới World Bank đã đưa ra nhận định rằng số năm đi học bình quân của Việt Nam là 10,2 năm, chỉ đứng sau Singapore trong các nước ASEAN, và chỉ số vốn nhân lực đạt 0,69 trên 1, cao nhất trong số các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp. Giáo dục góp phần đào tạo con người và lực lượng lao động để phát triển các kỹ năng chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo thông qua việc áp dụng công nghệ mới. Vì vậy, nó có mối tương quan trực tiếp giữa tăng trưởng, năng suất lao động và giáo dục. Và Việt Nam đã làm khá tốt và ít có quốc gia nào khác trên thế giới có thể tăng nguồn cung về giáo dục sau phổ thông trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Theo UNDP, chỉ số phát triển con người HDI của Việt Nam là 0,703 vào năm 2021, về cơ bản không thay đổi so với năm 2019 là 0,704, và Việt Nam đã tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu. Chỉ số HDI gồm 3 thành phần: thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ trung bình và trình độ học vấn. Trong đó, trình độ học vấn là số năm đi học trung bình đạt được của cả nước. Trình độ học vấn tại Việt Nam trong một thập kỷ qua đã được cải thiện rõ rệt. Trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng về giáo dục và đào tạo nêu rõ, Việt Nam là quốc gia luôn ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Trong 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2021, ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực này đạt khoảng 20% tổng chi ngân sách. Cùng với ngân sách đầu tư cho giáo dục, quyền bình đẳng về cơ hội được hưởng nền giáo dục của mọi người dân Việt Nam như không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo cũng đã được thực thi. Nhà nước đã hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú với tổng mức vốn hơn 640.000 tỷ đồng. Cùng với chữ quốc ngữ, hiện tại, việc dạy và học 8 thứ tiếng dân tộc thiểu số đang được triển khai tại 23 tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi thực sự hoan nghênh tất cả những nỗ lực mà Việt Nam đã đạt được, đặc biệt một số phát triển quan trọng gần đây là luật giáo dục sửa đổi, trong đó có quy định mạnh hơn nhiều về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và trẻ dân tộc thiểu số. Chúng tôi hoan nghênh kế hoạch triển khai chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2025, trong đó có các mục tiêu và chỉ tiêu rất quan trọng, cũng như chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số. Tất cả các mục tiêu này thực sự đưa ra một lộ trình tuyệt vời để Việt Nam đảm bảo giáo dục hòa nhập cho trẻ em dân tộc thiểu số. Bước sang thiên niên kỷ mới, Việt Nam cũng trở thành một trong những điểm sáng trên bản đồ giáo dục thế giới khi đăng cai và tổ chức thành công nhiều kỳ thi quốc tế. Đặc biệt, thành tích của các đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế cũng rất nổi bật. Trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2023, QSWUR mới công bố tháng 6 vừa qua, Việt Nam cũng có 3 đại diện nằm trong top 801 đến 1.000, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Duy Tân. Rõ ràng chúng ta có thể thấy sự tiến bộ về chất lượng ngành giáo dục sau phổ thông của Việt Nam với một số trường đại học ưu tú. Và tôi không nghi ngờ rằng trong những năm tới, chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa những cơ sở đào tạo đại học chất lượng cao của Việt Nam tiến cao hơn trong các bảng xếp hạng thế giới. Các chỉ số về giáo dục là một thước đo quan trọng đối với mức độ thực thi quyền con người.
Những kết quả đã đạt được là minh chứng sinh động về thành tựu to lớn của nền giáo dục Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.